bán khu nhà trọ xây mới 7 tầng tại xóm Thị, Mộ Nao, Hà Đông, Hà Nội. Có diện tích ở trên sổ đỏ là 77m2 và đang được chào bán với giá là 8,3 tỷ đồng. Đây là phía đường ở trước nhà đây. Đường trước của ngôi nhà là ngõ thông. Ngõ rộng 2,5m, hai xe máy có thể tránh nhau rất là tốt. Xung quanh thì là rất là đông dân cư và rất là nhiều nhà trọ cho thuê. Cách đường ô tô đi là khoảng tầm 150m. Ngôi nhà đã được hoàn thiện xong hết và đang được chúng tôi bắt đầu tiến hành cho thuê rồi. Giá cho thuê thì dao động là từ 2,8 đến 3,3 triệu một căn phòng và có thu nhập trung bình là rơi vào xấp xỉ là 60 triệu đồng một tháng. Nhà nằm rất gần những cái trường đại học lớn như là Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Kiến trúc, Học viện Giao thông Vận tải, Đại học Hà Nội, Học viện An ninh Nhân dân. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà để cho mọi người có thể hình dung được rõ hơn. Thiết kế của tầng 1 là khu vực để xe, thang máy và sẽ có thêm một phòng. Khu vực để xe rất là rộng, có camera an ninh theo dõi 24/24. Sử dụng hệ thống cửa thông minh, sử dụng vân tay và mật khẩu, đảm bảo tính an toàn và an ninh tuyệt đối. Đây là khu vực thang máy. Sử dụng thang máy Hyundai. Chạy lên đủ 7 tầng. Đây và tầng 1 sẽ có thêm một phòng ở đây. Mỗi một tầng được thiết kế là bao gồm 3 phòng, đã có đầy đủ cái hệ thống công tơ điện và cũng như là đồng hồ nước riêng. Đấy, sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết của từng phòng để cho quý khách hàng là có thể hình dung được rõ hơn. Thì đây là phòng ngoài cùng đây, mọi người có thể thấy. Phòng hướng ngoài cùng có ban công. Toàn bộ sử dụng cửa thông phòng là bằng cửa nhôm hệ cao cấp, chống cháy nổ, chống cong vênh. Đây là ở phía bên trong của căn phòng ở đây. Đã có đầy đủ hết toàn bộ hệ thống điều hòa, hệ thống tủ quần áo, hệ thống giường. Đó, thiết kế phòng rất là rộng, rất là hợp lý. Ở đây là ban công mở ra bên ngoài. Đấy, mọi người là có thể là phơi đồ ở đây luôn cũng được. Và đây là khu vực nhà vệ sinh. Đã lắp đặt hoàn thiện xong hết hệ thống bồn cầu, lavabo, sen tắm, bình nóng lạnh, đồng hồ nước. Là ở trong đây đầy đủ hết rồi. Cửa nhà vệ sinh sử dụng là cửa nhôm hệ cao cấp. Và ở phía bên trên nhà vệ sinh đây còn một cái gian nhà kho nhỏ, chúng ta có thể để đồ mùa đông các thứ hoặc là những cái đồ ít dùng vào trong đấy. Trong phòng thì là sẽ có thêm cái kệ ở khu vực này dùng để kệ nấu ăn. Ở bên dưới là chúng ta là có thể là để bát đũa hoặc là gia vị. Toàn bộ các phòng là đều đã được trang bị cái hệ thống wifi riêng. Đây là phòng thứ hai. Phòng này đang là có giá cho thuê là 2,8 triệu đồng. Đấy, cũng đã có đầy đủ hết toàn bộ hệ thống tủ quần áo, giường, kệ nấu ăn. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Thiết kế và đồ đạc thì giống hệt như nhau thôi, chỉ khác mỗi là chúng ta là phòng có ban công và không có ban công. Đây cũng đã trang bị sẵn hệ thống điều hòa ở đây rồi, điều hòa nóng lạnh 2 chiều. Ở đây là phòng trong cùng. Phòng trong cùng này thì đang là có giá cho thuê là 3 triệu đồng một tháng. Đấy, phòng đã có đầy đủ hết tất cả các đồ như các phòng khác. Điều hòa, tủ quần áo, giường, kệ,
cũng như là thiết bị vệ sinh. Đây là hệ thống thang máy đây. Ở trên tầng 7 thì sẽ có hai phòng và sẽ có thêm một cái khu vực sân phơi đồ chung như thế này đây. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết hệ thống mái tôn, hệ thống chuồng cọp, cũng có cả camera an ninh giám sát để đảm bảo tính an ninh và an toàn cho toàn bộ khu nhà trọ. Ở khu vực xung quanh mọi người có thể nhìn thấy đấy, khu vực dân cư rất là đông, rất là nhiều phòng trọ cho thuê, nhu cầu thuê và lượng sinh viên cần thuê rất là lớn. Mọi người có nhu cầu cần xem nhà hoặc là cần tư vấn thêm chi tiết thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình, em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của cái khu nhà trọ này để cho mọi người có thể hình dung được rõ hơn. Khu nhà trọ với thiết kế là 7 tầng, có thang máy, có hệ thống cửa vân tay, cửa mật khẩu, có đầy đủ hệ thống camera chống trộm đảm bảo an toàn an ninh của ngôi nhà. Với thiết kế là 18 phòng trọ khép kín cho thuê và đã hoàn thiện xong hết. Ở bên trong phòng thì sẽ có đầy đủ hệ thống điều hòa, hệ thống bình nóng lạnh. Phòng khép kín thì sẽ có đầy đủ toàn bộ hệ thống vệ sinh, giường tủ, kệ nấu ăn. Với cái mức thu nhập trung bình là rơi vào sấp xỉ 70 triệu đồng một tháng. Có vị trí nằm tại xóm Thị, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, đang được chúng tôi chào bán với giá là 8 tỷ 300 triệu đồng. Có diện tích ở trên sổ đỏ là 77 m² và có hướng chính là hướng Đông Nam. Mọi người cần thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn.